được cái anh bình an để em chọn anh. Bất động sản hả? Dạ đúng. Tự nhiên xem qua video là thấy anh bình an đồng với quan điểm đồng của mình. Quan điểm, nói chung là đồng quan điểm. Mà trong khi đó cái người chồng của mình ở mấy chục năm mà bất đồng ý kiến. Dạ. Chuyện kỳ quá. Không phải là kỳ. Có 20 phút trên video mà ra thấy đồng quan điểm. Còn 20 năm sống chung với nhau mà bất đồng ý kiến. Đúng. Thấy có một... Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào chị. Em cũng chào mảnh ghép yêu thương trong nước và ngoài nước. Rồi bây giờ chị có thể tự giới thiệu tên cũng như tuổi của mình luôn ha. Em là Nguyễn Thị Thanh Vân. Nguyễn Thị Thanh Vân. Đúng. Nhiêu tuổi? Sinh năm 1983. 1983. 83 là 41. Năm 41. 41 tuổi. Dạ. 41 tuổi. Nguyễn Thị Thanh Vân, 41 tuổi. Dạ. Vân đến từ đâu? Em đến là Mỹ Luông, An Giang. Mỹ Luông, An Giang. Dạ. Rồi Vân nè, Vân có đồng ý để cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của mình để đăng lên mạng xã hội hay không? Dạ em đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình Vân cũng như bản thân Vân. Dạ. Sau này yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video này xuống là không được. Dạ. Em đồng ý. Vân phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Dạ, em đồng ý. Rồi giờ mình tiếp tục cuộc trò chuyện ha. Dạ. Rồi giờ tình trạng hôn nhân gia đình của Vân như thế nào? Bất đồng ý kiến. Nói chung là bất đồng ý kiến. Bất đồng ý kiến. Dạ. Rồi gì nữa? Là như là bất đồng, không có hòa hợp được cái tiếng nói chung á. Ừ. Rồi cái xảy ra mâu thuẫn. Nói chung là mâu thuẫn, nói chung là vợ chồng ai cũng có cái lỗi với nhau hết. Ừ. Rồi không ai nhường nhau, ai là mâu thuẫn là như vậy đó. Không ai nhường ai rồi mới ra là xảy ra là hôn nhân, ly hôn. Ly hôn? Dạ. Ly hôn lâu chưa? Nói chung là ly hôn là mới làm giấy đây thôi. Nhưng mà nói chung là ly thân là cũng là cỡ khoảng là 4 năm. 4 năm. Dạ. Còn ly vậy là ly hôn bao lâu? Mới đây là bao lâu? Là cỡ tháng 4, em mới làm giấy là cỡ tháng 4 nè. Tháng 4... Cũng 6 tháng hả? Dạ, dạ, đúng rồi đó. Làm giấy thì tại vì không có thời gian đi làm giấy. Hai người được mấy người con? Dạ, hai. Hai người, hai đứa con. Dạ. Ở với nhau mấy mươi năm? Có đâu chừng, có khoảng 20. 20 năm? Dạ. 20 năm mà đến hôm nay mới là bắt đầu ý kiến? Đúng. Tại em bắt đầu ý kiến lâu chưa? Lâu lắm. Lâu lắm mà ở tới 20 năm mới ly dị. Tại vì em cũng nhường nhịn là nhịn, cũng như là cho qua lại là... Nói chung là cha mẹ con không, em không thích như vậy, hiểu không? Ừ. Rồi em mới là sau này em cũng như là cho là mở cửa lần trở lại với em mà không được. Có nghĩa là chấp nhận cho quay về luôn? Dạ. Mà không được? Dạ. Rồi thôi cho đi luôn? Dạ. Rồi ở dưới Mỹ luôn dân làm công việc gì? Nói chung là em buôn bán nhỏ. Buôn bán nhỏ là mua bán cái gì cụ thể được không? Cụ thể là giống như là em mua rau cải hay là cái nấm ấy rồi này kia đó. Ừ. Chung là em bán gì đó. Nói chung mua bán nhỏ sống hàng ngày được. Mình đi giống như mình vào ruộng, vào đồng mình mua rau cải ra chợ bán. Không, em lấy của người ta luôn. Lấy lại của người ta luôn? Dạ. Bán ở tại chợ luôn? Dạ. Rồi từ cái lúc mà ly thân á, chứ chưa có ly hôn á. Dạ. Vân có quen được ai bên ngoài không? Không. Tại vì trái tim em đóng cửa rồi. Trái tim đóng cửa hả? Dạ. Em không muốn quen ai hết. Trái tim nó có cửa hả? Không phải. Ý là em nói không có, em không quan tâm tới ai á. Nó thật là như vậy đó. Tưởng lâu hết hồn tới trái tim nó có cửa. Trời, không quen ai luôn? Dạ. Đến khi ly dị cũng không quen ai luôn? Không.
Hiện giờ hai đứa con ở chung với ai? Nó chung với em. Lớn hết chưa? Dạ lớn rồi. Rồi bây giờ hôm nay Vân đến mảnh ghép yêu thương là muốn mảnh ghép yêu thương tìm giúp cho Vân hay là sao? Dạ. Hay là Vân tự chọn? Em tự chọn. Tự chọn ha? Dạ. Rồi Vân thông qua cái mạng xã hội nào mà biết đến mảnh ghép yêu thương? Tại em coi lên YouTube. Rồi hôm nay đến đây muốn tự chọn. Dạ. Rồi hôm nay gặp trực tiếp có thấy chuẩn nghiêm chỉnh không? Dạ có chuẩn nghiêm chỉnh. Chuẩn nghiêm chỉnh. Nói chuyện là cứ dứt khoát. Cảm ơn em ha. Ok, nói chung là ok chị đó. Rồi vậy Vân coi những cái video nào và chọn được anh nào chưa? Dạ em coi được cái anh Bình An để em chọn anh. Nói chung là người chủ động của gia đình, nói chung là người ta có ngỏ lời, nói chung là người ta lên tiếng cho mình biết như vậy là như vậy. Em thấy là em ok. Anh Bình An ở Đồng Nai đúng không? Bình Dương. Bình Dương à, Bình Dương. Bất động sản hả? Dạ đúng. Rồi Vân thấy ở anh Bình An đó có cái gì đồng quan điểm với mình? Nói chung là cái đồng quan điểm là buôn bán. Buôn bán? Dạ. Một người thì buôn bán đất. Dạ. Một người thì buôn bán rau cải. Đúng. Chắc đồng. Bán đất không được, đem về trồng rau cải luôn, đem ra chợ bán có lý ha? Không được. Thấy là hợp cho đó hả? Không được. Chứ sao? Buôn bán là buôn bán đâu ra cái đó. Em là thấy cao cao nói dứt phát của anh. Đồng quan điểm buôn bán bây giờ cái đúng anh... là cộng đồng quan điểm. Ừ, cái anh với số cũng là mua bán vậy? Không. Không phải là buôn bán. Sao không thấy đồng đi? Không có đồng, đó là không có đồng. Sao kỳ vậy? Không, em thấy không có đồng. Ủa sao mua bán mà cũng cũng buôn bán nhưng mà cái cách buôn bán nó dứt khoát chứ là không dứt khoát thôi. Vậy vé số bán cũng dứt khoát vậy 10.000 tờ mua không? Không. Ừ, không mua tôi không bán cũng 10.000 tờ dứt khoát. Còn miếng đất á nhiều khi bán người ta 1 tỷ 2 tỷ ta còn trả giá. Còn vé số 10.000 mua không? Không mua tôi không bán. Ừ, cũng dứt khoát vậy. Cũng giống như bán bó cải 5.000 mua không? Ừ tôi bán 5.000 cũng dứt khoát vậy. Tự nhiên đi ra tao bán với số không dứt khoát. Rồi giờ sao? Muốn anh Bình An hả? Dạ. Rồi còn cái gì đồng quan điểm nữa không? Nói chung là nhiều đồng quan điểm chứ mà em không nhớ. Phải nhớ chứ, người yêu mà chuẩn bị về sống với mình phải nhớ. Nói chung là anh... Nói chung là cũng như là anh ấy cùng chồng cùng chung quan điểm thì chọn với nhau thì mình thấy cũng như là thích hợp với mình là mình chọn. Nói chung là thích hợp, phù hợp với cơ. Ủa mà ảnh chưa biết Vân mà. Nói chung là ảnh cũng chưa biết em nhưng mà em thấy cái chung quan điểm của mình, mình chỉ chọn thôi. Nhưng mà biết ảnh ý kiến ảnh khác làm sao. Biết rồi, nhiều khi ảnh có đồng quan điểm với Vân không? Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao mình không mở rộng mình chọn ra rất là nhiều người nữa? Không. Một người một thôi. Đúng. Không được là về luôn. Đúng. Em là phải dứt khoát là như vậy đó. Một là một, hai là hai, không có ngày thứ ba. Rồi thí dụ như ảnh chịu rồi Vân tính sao? Ở bên ảnh hay là ở bên Vân? Nó nói chung là tùy hoàn cảnh. Như em ở bên ảnh được thì như là buôn bán được thì em chẳng ở bên ảnh bình thường. Rồi hai đứa con? Hai đứa con ở ngoại. Giao cho ngoại luôn? Dạ. Ngoại có đất cát ngoại lo. Mình xách gói đi theo? Không có xách gói. Xách gói là em không có xách. Em mà nào giờ không có xách gói vậy đi ai? Mình không. Không đi mình không luôn. Vậy người đó sao? Phải đến gia đình em mới được chứ. À phải đến nè. Dạ. Mình là người đường bà chín chắn đàng hoàng, người ta mới tới, người ta mới hỏi mình chứ đừng không là kêu em ôm gói theo, em đâu có được ôm gói theo được. Hồi nào giờ em có ôm gói theo ai chứ không thật. Đến xin cưới ha? Dạ đúng. Sống là phải đính chính chứ đâu có được gì được. Tự nhiên xem qua video là thấy anh Bình An đồng với quan điểm đồng mình. Quan điểm, nói chung là đồng quan điểm. Mà trong khi đó cái người chồng của mình ở mấy chục năm mà bất đồng ý kiến. Dạ. Chuyện kỳ quá.
Không phải là kỳ. Có 20 phút trên video mà ta thấy đồng quan điểm, còn 20 năm sống chung với nhau mà bất đồng ý kiến. Đúng. Thấy có mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỗ nào? Nói chung là vợ chồng không có nói là cũng như không có hợp. Sống hồi đó là cha mẹ chọn cho mình. Bây giờ là mình tự chọn. Ngày xưa cha mẹ chọn. Dạ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đó. Đúng, chính xác. Còn giờ mình tự chọn. Mình chơi lớn hơn. Bây giờ mình đặt cha mẹ lại. Dạ đúng rồi. Bây giờ hồi xưa nó, hồi đó thì nó xui chịu mắc máy, bây giờ nó ngược lại. Nói chung là ngược lại á. Cái này cũng phiêu lưu lắm á nha. Lời ăn lỗ chẹo á. Anh nói sao em không hiểu. Vì sao nói thấy đồng quan điểm? Nói vậy không hiểu rồi đồng quan điểm chỗ nào trời. Đồng quan điểm thì nói chung là trong trong cái đó nó có nhiều cái ý thức. Chứ anh nói vậy thì sao em hiểu được. Vâng, có nghe cái anh Bình An đó nói những cái gì trong video đó không? Dạ có. Tao nhớ không? Em nhớ là cũng như là anh mở rộng tầm tay là cũng như là ai mà chưa chuẩn là một người đàn ông á, là ảnh là một người đàn ông đích thực. Chứ không lẽ ổng đàn bà. Nói. Đàn ông ổng mới đi kiếm vợ chứ không đàn bà đi kiếm vợ. Con người ý thức nói lâu dứt khoát hả? Dạ. Sao biết ổng dứt khoát được? Mới có mười mấy phút, 20 phút trên video mà là ổng dứt khoát. Có gấp không? Có nghĩa là mình để ý tới câu chữ chấm phẩy luôn phải không? Đúng. Ý em nói vậy đó. Rồi, gì nữa? Nói chung là nhớ thì em không có nhớ hết. Tại vì coi cũng như coi qua lo, không có thời gian coi. Đó, coi qua lo thôi mà còn la, mình la đồng quan điểm. Khi mình phải nghiên cứu cái người đó là mình nhất định cái người đó là mình phải coi đi coi lại nhiều lần. Thậm chí coi đến quên ngủ luôn. Rồi. Quên ăn luôn mới được. Đó, thì là mới hiểu. Không, anh nói vậy là chú tâm. Đó là chú tâm luôn á. Như vậy mà còn chưa đồng quan điểm đó. 20 năm ở chung với nhau mà còn bất đồng ý kiến. Mà trong có mười mấy phút mà la đồng quan điểm hơi khó à. Nói chung là không có khó, nói chung là đâu phải là anh hiểu người ta. Nói chung là mình nói chung. Dạ. Nói chung là mình cũng như mình thấy qua lo nhưng mà mình thấy cũng như là hợp với mình là đồng quan điểm, nói chung là đồng quan điểm. Nói chung là mình theo cái phản xạ tự nhiên của mình đi, nói vậy đi. Đúng rồi. Phản xạ tự nhiên đúng rồi. Chứ cái gì mà đồng quan điểm trên đây? Có mười mấy 20 phút mà đồng cái gì? Rồi bây giờ Vân quyết định chọn anh Bình An. Đúng. Rồi mảnh ghép yêu thương sẽ cố gắng. Khi cái video của Vân đăng lên thì chương trình sẽ lấy cái đường link này gửi cho anh Bình An xem. Dạ. Thì chờ kết quả ha. Dạ. Nếu mà anh Bình An đồng ý thì sẽ có cuộc hẹn tại đây. Dạ. Vân có sắp xếp đi được đâu? Chắc cho thời gian chứ em cũng không hứa là đi được nữa. Thì tất nhiên là hai bên tự cho thời gian để hẹn với nhau. Dạ. Chứ đâu phải nói là hẹn cái là đi liền. Dạ đúng rồi đó. Lên tới đây là hai người trò chuyện trao đổi coi có cái gì đồng quan điểm không. Dạ, đúng rồi. Nếu mà đồng quan điểm mình ra ngoài mình cho số điện thoại, cho Zalo. Dạ. Về liên lạc. Dạ. Rồi tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi ảnh có thể xuống tới nhà Vân hay là Vân có thể đi ra ngoài nhà của ảnh. Đúng. Để mình tìm hiểu mình mới biết được. Ở lên đây ai cũng lấy thợ gì góp lửa xe gì thổi lửa xây nhà chung hết trơn á. Còn em không có xây nhà chung. Xé giấy làm tiền xây nhà chung không mà. Không biết nhưng mà la đồng quan điểm thì thấy cũng hơi bất cập. Nói vậy đó. Đúng rồi. Tại vì ngoài cái công việc mua bán hàng ngày ở dưới quê đó có đi chơi đâu không? Có đi xả stress đâu không? Không có đi chơi. Nói chung là trong gia đình, nói chung là đường bà trong gia đình thì cơm nước gạo tiền này nói chung là một tay mình luôn. Ở đó giờ ở Mỹ Luông An Giang. Dạ. Mà muốn đi ra tới Bình Dương. Dạ. Tính làm dâu xứ lạ hả?
Dạ. Ở dưới có biết hát ca cổ không? Không, em không biết hát. Không biết hả? Tại vì không có đi chơi, không biết hát. Nói chung là không có đi giao lưu, ai đâu có biết. Nhưng mà trong cái quan niệm là muốn đi xa. Dạ. Bao nhiêu mới là xa dữ? Thôi tới đó dừng được rồi. Tới Bình Dương thôi ha? Dừng. Rồi. Nếu mà Vân quyết định chọn anh Bình An thì bây giờ Vân có một cái câu gì hay một cái ý gì để gợi ý cho anh Bình An không? Gợi ý hả? Em nói anh Bình An kiếm một người đàn bà. Nói đảm việc nước mà đảng việc nhà, đảm việc nước mà đặng việc nhà luôn á. Đảm việc nước mà đặng việc nhà luôn. Đúng. Là con người phụ nữ đảm đang đó. Đúng. Nói tắt vậy đi. Đúng rồi đó. Rồi sao? Là em. Đảm việc nước mà đặng việc nhà. Có nghĩa là cái ý mình của Vân gửi đến anh Bình An. Đúng. Là nói là Vân là một người phụ nữ. Dạ. Đảm việc sao? Đảm việc nước. Đảm việc nước. Đặng việc nhà. Mà giỏi việc nhà luôn. Đúng. Là một người phụ nữ đảm đang đúng không? Đúng. Nếu mà anh Bình An chọn Vân là sẽ không sai lầm đúng không? Đúng. Chỉ tối tối ngồi khóc thôi. Không, không khóc. Hả? Không khóc. Không khóc luôn hả? Mà được bà đảm đang mà khóc vậy anh? Ừ, đang là đảm đang đâu có khóc đâu. Cũng hy vọng là vậy. Rồi. Thông qua cái video này, mảnh ghép yêu thương cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến Vân. Dạ. Đã không quản ngại đường xá xa xôi. Dạ. Thời gian quý báu của mình. Dạ. Đến với mảnh ghép yêu thương. Dạ. Để tìm nửa còn lại của mình. Dạ. Thì mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc cho Vân sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình ha. Dạ. Có muốn video này đưa lên liền không? Không. Không muốn hả? Dạ. Vậy để suy nghĩ lại ha. Không có suy nghĩ. Là chính sao? Chắn là chính chắn vậy, nhưng mà đưa video này lên ba mẹ em thấy em ngại. Ừ, thôi để vài bữa đi ha. Lâu lâu tốt. Lâu lâu tốt ha. Vậy sao hồi nãy là chiều nay lên liền? Thôi lên liền là lên anh Bình An á. Ý là em đưa đâu, liền đâu đưa lên Bình An làm gì? Ổng là gì tự nhiên đưa lên cho anh? Người ta đưa lên cộng đồng mạng. Không. Ở đây là phải đưa. Rồi trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Dạ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.